Xin chào các bạn đã quay lại với kênh dụng cụ sinh tồn. Và trong video ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến các bạn hai bộ sạc của hãng Litocala LIPL4 và LIPD4. Thì đây là hai bộ sạc 4 cell cùng một hãng nhưng mà nó sẽ có những cái chức năng khác nhau. À, sau đây mình sẽ so sánh cho các bạn để các bạn dễ dàng lựa chọn nhé. Đây là hai cái bộ sạc bán chạy nhất của shop mình hiện bây giờ bởi vì nó có cái giá rẻ nhất của cái sản phẩm mang nhiều tính năng nhất. Ở đây là mình chỉ nói là rẻ nhất nhưng mà đầy đủ tính năng nhất nha, chứ còn rẻ hơn nữa vẫn có nhưng mà tính năng nó bị thiếu thì mình không nói thì bây giờ mình sẽ mở ra và sẽ cho các bạn xem bên trong nó khác nhau như thế nào ở bên ngoài nó chỉ khác nhau về cái hình ảnh sản phẩm và cái mã sản phẩm thôi còn bên trong mình sẽ so sánh về kích thước và cái chức năng của nó cho các bạn xem thì thông thường chúng ta đã chơi những cái loại đèn pin mà nó cao cấp mà một cây chừng vài triệu đồng thì chúng ta đừng nên tiết tiền mà mua những cái bộ sạc mà cao cấp như thế này nó 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 có an toàn mà sạc dòng ổn định để mà bảo vệ cho cái viên pin chúng ta đừng có bị hư thôi rồi bên đây là PD4 à, phụ kiện nó cho theo là cũng giống như là PL4 luôn nó cũng là một cái cụm nghi sạc một cái miếng hướng dẫn sử dụng và cái body thôi hết rồi chỉ có vậy thôi à, bây giờ mình sẽ mở ra và cho các bạn xem à, hướng dẫn sử dụng nó thì một bên là bằng tiếng Anh một bên là bằng tiếng Trung à, nó ghi trên đây là tất cả những cái loại pin mà nó có thể sạc được ví dụ như đây, tiếng anh cho dễ là pin 26650 21700 rồi u tùm lum tùm lá à, mà nhìn chung á, là mình thấy á, là cái này sạc được như thế nào thì cái thằng này cũng sạc được như thế nấy chỉ có khác đó duy nhất là cái màn hình hiển thị thôi còn nó khác cái màn hình hiển thị nó khác nhau như thế nào thì à, mời các bạn xem video của mình hết để mình à, review cho các bạn xem mà các bạn phân biệt được nên chọn loại nào nha rồi bây giờ mình sẽ mở ra mình sẽ đối chiếu từng chi tiết của nó cho các bạn xem rồi cái cổng dây sạc của nó nha cổng dây sạc của nó sẽ hơi khác nhau tí xíu nhưng mà nó cũng là sạc trực tiếp từ nguồn điện chứ không phải là sạc thông qua cái adapter giống như là chúng ta phải cần tới cái cục adapter của điện thoại và đây là cái nguồn trực tiếp và mình rất thích là cái loại này bởi vì nó sử dụng cái cái nguồn trên đây luôn nó sẽ mạnh hơn và nó sẽ sạc nó dòng nó ổn định hơn nó nó chuẩn hơn đó còn sạc bằng cục sạc điện thoại thì vẫn có cái loại sạc đó cái loại sạc này vẫn có cái kiểu mà cấm cục sạc điện thoại vô đây được nhưng mà nó sạc rất là lâu ngồi đợi nhắc mút mùa luôn á rồi đây là hai cọng dây sạc của nó thì nó hao hao giống nhau thôi đây, đầu tiên tôi sẽ so sánh cho các bạn xem về kích thước của nó kích thước của nó thì thằng PL4 nó sẽ nhỏ hơn là PD4 bởi vì màn hình thằng này cái màn hình nó lớn hơn cho nên nó hơi cao hơn nè còn về cái chiều rộng chiều rộng của nó là bằng nhau luôn bằng nhau luôn còn độ cao của nó cũng bằng nhau luôn nè đó rồi pin thì uh, sạc đều giống nhau hết thằng này sạc được nguồn bao nhiêu điện áp bao nhiêu loại pin nào thì thằng bên đây đều như vậy không khác gì cả nha nó chỉ có khác cái màn hình hiển thị tí xíu nữa mình sẽ cho các bạn xem màn hình hiển thị của nó rồi ở phía trên này nó sẽ có uh, cái cổng cái cổng cấm điện 220V từ 110 cho tới là 240V là chúng ta sạc được rồi nha. Bên đây cũng vậy. Ngoài ra nó còn một cái cổng nữa là cổng DC 12V in. Thì cái cổng này mình thấy nó rất là hay. Bởi vì trong những cái lúc mà mình đi cắm chạy, đi giả ngoại thì mình sẽ không có điện đường đâu. Mình không nhờ nhà dân được. Khu vắng người mình không nhờ nhà dân được. Thì mình sẽ sử dụng cái điện của chính cái xe máy của mình á. Mình đưa qua một cái cổng, mình sạc pin được giữa đường, mình dùng điện xe máy được luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ cắm nguồn cho các bạn xem màn hình nó kháng nhau như thế nào nhé. Và mình thử cắm bên này cho các bạn xem đi Coi màn hình hiển thị như thế nào Đây là màn hình của nó nha Hiển thị rất là đầy đủ Bây giờ nó báo là không có pin nè à. Không có pin và không có tải Mình sẽ cắm qua đây cho các bạn xem thử Màn hình bên đây thì đó, Nó báo là nguyên một chọc led Và không có tải Đấy chỉ đơn giản vậy thôi Rồi bây giờ mình sẽ bỏ pin vào Mình đối chiếu cho các bạn xem nó hiển thị khác nhau như thế nào nha uhm. À, một điểm nữa mình chưa có nói à, các bạn để ý ở bên tay phải của mỗi cái loại này nè bên tay phải nha cái khe pin bên tay phải các bạn để ý nó có chữ 2A thằng này cũng vậy nó có chữ 2A có nghĩa là khi các bạn bỏ pin vào cái pin mà các bạn muốn sạc nhanh để các bạn đi công chuyện gì đó thì các bạn bỏ nó vào đây nó sạc rất là nhanh trong vòng một tiếng đồng hồ là đầy rồi khoảng đó khoảng một tiếng đồng hồ nó đầy rồi nó rất là nhanh sạc dòng 2A giống như cái cục sạc nhanh trên điện thoại mình vậy đó rồi một điểm thứ hai là các bạn để ý là hai bên đây mình sạc được cái pin loại pin lớn là pin 26650 này nè. Còn lại á, là bốn khe này mình có thể bỏ pin nhỏ đều được hết. Nhưng mà muốn bỏ pin lớn là chỉ có hai khe bên hai bên này đây là mình mới bỏ được pin lớn thôi nha. Các bạn lưu ý. Rồi bây giờ mình sẽ cho pin vào cho các bạn xem nó 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 hiển thị như thế nào. À, đối với cục sạc này trước đi. Đây, đây nó hiển thị cho chúng ta thấy rất là rõ luôn thông tin chi tiết từng tí luôn nè nguồn điện hiện tại nè 4,6 4,16 v nha rồi đó bây giờ nó tăng lên nè 4,20 v là 99 phần có nghĩa là pin này nó đang sạc là 99 trăm rồi đó dòng của nó dòng sạc hiện tại là 2000 000 mm pin là loại pin là lithium ion 3,7 v rồi thấy không rất là rõ luôn thông tin rất là chi tiết vị trí số 4 nè bây giờ mình sẽ đặt nó qua bên đây cho các bạn xem thì nó sẽ báo là cái dòng hiện tại giờ là chỉ có 1.000 mAh thôi bởi vì cái gảnh này mới là gảnh 2 a tất cả những gảnh còn lại từ 1 a trở xuống là nó sẽ báo đúng đúng chính xác luôn nè thời gian sạc luôn nè các bạn thấy nó báo thời gian sạc luôn có nghĩa là thời gian nãy giờ sạc bao lâu rồi thì cái loại này các bạn có thể kiểm tra được cái loại pin các bạn sạc á ví dụ như cục pin các bạn sạc mà nó bị hết pin nó cạn pin này các bạn cắm vào đây các bạn bỏ đi đâu đó không biết tí xíu các bạn quay lại thì nó báo ở cục sạc này nó sạc đầy lúc mà 3 phút là nó đã sạc đầy rồi. Thì cục pin mà sạc đầy trong vòng 3 phút các bạn hiểu là nó đang bị hư rồi, đúng không? Thì biết là nó đã bị si quẻ nữa là vứt nó đi được rồi. Rồi bây giờ mình sẽ sang bên đây mình sẽ test cho các bạn xem. À, mình quên nó test cho các bạn xem cái này nó cái à, ngoài cái pin mà 26650 nó còn sạc được pin 18650 nữa nha. Chứ không phải là chỉ sạc một loại pin nha. Chúng ta vẫn có thể lắp được những loại pin nhỏ và chúng ta muốn kiểm tra thông số của cái 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 rảnh của cái cell pin nào á thì chúng ta chỉ việc bấm vào cái số đó thôi nè, chúng ta bấm cái số 3 thì nó sẽ hiển thị cho chúng ta biết là mức số 3 cái viên pin số 3 đang bao nhiêu viên pin số 2 đang bao nhiêu tất nhiên là cái này chưa bỏ vào thì nó sẽ không có hiển thị rồi bấm nó cũng không hiển thị đâu rồi nè dòng của nó là sạc là bao nhiêu em nè đó cho các bạn thấy luôn rồi bây giờ mình sẽ cho nó qua bên đây để cho các bạn xem cái cách nó hiển thị số như thế nào hiển thị dung lượng như thế nào đầu tiên chúng ta đặt viên pin vào nó sẽ cho chúng ta biết cái vị trí bóng đèn này chớp vị trí bóng đèn này chớp không có nghĩa là 50 phần trăm nha các bạn lưu ý đầu tiên nó chớp nó báo cho chúng ta biết đó là 3,7V là loại pin lithium 3,7V tại vì ngoài cái loại lithium 3,7V này á nó còn cái loại mà NIMH 1,2V rồi FE 3,2V rồi li, ion 3,8V nữa cho nên là chúng ta bỏ pin vào thì đầu tiên nó sẽ nhận dạng cho chúng ta biết là pin nó là loại pin nào rồi sau đó nó sẽ báo cái mức dung lượng pin sau có nghĩa là bây giờ nó là khoảng 75 cho tới 100 phần trăm thì đó thì mình cũng nói cho các bạn ngay từ đầu ha là cái loại này nó sẽ hiển thị là bốn con led như thế này thì nó sẽ không có được chi tiết như thế này ví dụ như thế này mà 76 phần trăm nó vẫn chớp như thế này thì các bạn không biết là bao lâu sẽ sạc đầy. 99% nó vẫn chớp như thế này, các bạn cũng không biết. Đó thì đó là cái nhược điểm. À bây giờ mình sẽ bỏ cái cái cục pin này vào cái rảnh 2A thử coi. À nó vẫn hiển thị là 1A. Bởi vì bây giờ á nó chia dòng ra. Nó chia dòng ra nè. Các bạn mà sạc hai cục pin thì nó sạc bằng dòng 1A. Còn khi mà các bạn sạc mà ba cục pin trở lên thì nó sẽ nhảy xuống 0.5A. Đây. Đó thấy không? Nó nhảy xuống 0.5A. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ mở hết tất cả những cái 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 cục pin này ra, chứ chưa mỗi thằng này thôi. Mình nạp lại nè. Thì nó sẽ sạc bằng cái dòng 2A. Đấy. Thì nó sẽ sạc tốc độ nó sẽ nhanh hơn. Khi mà sạc bằng cái dòng 2A này á, thì cái cục pin này nó sạc trong vòng một tiếng là nó đầy rồi. Khoảng chừng một tiếng là nó đầy. Còn nếu mà các bạn sạc full hết luôn, 4 viên pin như thế này, nó có khi nó sạc khoảng 2 trên 2 tiếng tới 3 tiếng thì nó mới đầy và các bạn lưu ý là cái loại sạc này nó sạc rất là an toàn bởi vì nó có mạch bảo vệ bên trong. Có nghĩa là khi nó đầy điện á nó sẽ tự động nó sẽ ngưng nạp điện và cái viên pin chúng ta đã đảm bảo nó an toàn, tuổi thọ nó cao, xài được bền lâu. Khi mà các bạn đã chơi những cái loại đèn pin mà cao cấp rồi những cây mà vài triệu đồng thì chắc chắn những cái viên pin nó không phải là dạng vừa. Nó phải là loại pin cao cấp nhất, điện dung lớn nhất cho nên nó sẽ rất là đắt tiền. Vì vậy là các bạn nên chọn những cái bộ sạc mà nó có cái mạch bảo vệ như thế này để mà nó bảo vệ cái viên pin mình được an toàn tuổi thọ nó bền và xài được lâu đó thì đó là cái video mình đã giới thiệu cho các bạn về hai cái loại sạc này À, nếu các bạn có nhu cầu đặt hàng xin vui lòng liên hệ qua shop dụng cụ sinh tồn qua cái số điện thoại trên màn hình hoặc là các bạn có thể xem thêm nhiều sản phẩm khác trong phần mô tả video các bạn cũng có thể truy cập trang web dụng cụ sinh tồn vn để xem thêm nhiều sản phẩm khác shop mình chuyên cung cấp những cái sản phẩm như là đèn pin siêu sáng công suất lớn và những dụng cụ sinh tồn để cho những bạn đi du lịch cắm trại và cảm ơn các bạn đã xem video nhé xin chào và hẹn gặp lại